Giang Klerman là một trong những cầu thủ nổi tiếng và huyền thoại đã từng khoác áo đội tuyển Bỉ. Anh là một tiền vệ trung tâm và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ. Giang Klerman sinh 28 tháng 2 năm 1957 tại Lier, Bỉ. Klerman đã thi đấu cho đội tuyển Bỉ trong suốt 13 năm, từ năm 1977 đến năm 1990 và đã có những đóng góp đáng kể cho đội bóng quốc gia. Cùng với đội tuyển Bỉ, Klerman đã giành vị trí Á quân tại giải vô địch châu Âu 1980 khi đội Bỉ lọt vào trận chung kết. Đây là thành tựu lịch sử của đội bóng và là lần đầu tiên họ đạt được thành tích cao nhất trong một giải đấu lớn. Giang Klerman cũng đã góp phần quan trọng vào việc đưa đội tuyển Bỉ tới vòng tứ kết World Cup 1986, nơi họ cuối cùng giành được vị trí thứ ba. Anh đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển và có khả năng ghi bàn cùng khả năng tạo cơ hội cho các đồng đội. Klerman không chỉ nổi tiếng vì thành tích cá nhân mà còn vì tinh thần đồng đội và sự tận hiến của mình trên sân cỏ. Anh đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Bỉ và được ngưỡng mộ bởi người hâm mộ vì tinh thần chiến đấu và sự đáng tin cậy. Với những thành tựu và đóng góp đáng kể của mình, Giang Klerman đã góp phần xây dựng và nâng cao danh tiếng của đội tuyển Bỉ. Anh đã trở thành một huyền thoại trong lịch sử bóng đá Bỉ. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ tin tức thể thao 24 giờ hàng ngày.